Latino. Oh, no. Không để đi thêm mấy mà cho nó gọi cho nó nóng. Nếu để nguội thì mát mát thì Như vậy mình một cái khuấy. Ăn hết. Nóng hổi mà còn nhà năm một tháng ấy cần con khỏi già biết Thì nung. Mưa to thế nhỉ? Mấy miếng kia tôi đại vào rồi. Sợ cho mãn ngăn ra. Mai mang đi mà chứ để ngăn mát là nó thiêu ngay. Đã làm để lại. Chỉ cần hấp lại thôi, nó giữ nguyên chất luôn. Thế thì mình bảo phải bỏ vào túi chứ. Nó đầu túi rồi. Xé mà nắm cái bia như vừa làm phải đói không nạc thật, cắn miếng này ngon đói đói ăn. Vừa nghịch điện thoại vừa bật tivi hại thật. Hôm qua còn đi còn mưa, nó cứ mưa rào 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 cơ. Hơn tháng nữa, giờ mới đầu tháng 2. Hết tháng 3, đầu tháng 4. Bộ trong nhà Kim biết có về được. Chắc về, về nó còn đưa ông bà sang đi chơi. Ông miếng nào là miếng thịt chim? À, thịt chim mẹ chặt chim cho con. Đất cho mình cái thế sao lại có cái chân này? Cái đầu hay lẻ cái chân này chân này chặt ra một cái đầu nữa đây đây mình có ăn thì ăn này. Này chỉ có rán lên ăn nó giòn thì ăn được, ăn không thì... à, vợ chồng mình hiền hai con đóng đá. À, vừa nãy mang con gà nữa con vịt rồi hai con chim bồ câu. Mình ăn sau.
Bò này dai thật công nhận. Chối không bật nhạc. Thank you.